Chiều ngày 2 tháng 10, huyện ủy Thủy Nguyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, bổ khuyết các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo 9 tháng của Thường trực huyện ủy, Ban thường vụ huyện ủy thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 25 nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình công tác toàn khóa của huyện ủy, Ban thường vụ huyện ủy, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Ban thường vụ huyện ủy khóa 25 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng Thành ủy. Về phía huyện có đồng chí Phạm Văn Lập, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng huyện ủy cùng các đồng chí Bí thư chi bộ, Đảng bộ trực thuộc huyện ủy. 9 tháng năm 2020, huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống tốt dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị các ngành đạt trên 21.900 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách nhà nước đạt trên 1.176 tỷ đồng, đạt 83,6% dự toán thành phố giao, cao nhất các quận huyện trên địa bàn thành phố, bằng 223,6% so với cùng kỳ. Thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng và thi công các dự án với 38 dự án đang triển khai, trong đó một số dự án triển khai nhanh như dự án cải tạo đường 359, đoạn từ trung đoàn 238 đến ngã tư thị trấn Núi Đèo, dự án xây dựng tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, đã khởi công xây dựng 42 trên 43 công trình đầu tư công năm 2020, tiếp tục đang được đẩy nhanh. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện. Chương trình hỗ trợ xây sửa nhà cho người nghèo tiếp tục thực hiện tốt. Trong 9 tháng, đã hoàn thành 131 nhà trao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng tổng số nhà bàn giao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ cuối tháng 10 năm 2019 đến nay là 270 nhà. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng có nhiều kết quả nổi bật, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời kiện toàn, bổ sung, luân chuyển, bổ nhiệm 105 cán bộ thuộc diện huyện ủy quản lý, kiện toàn 3 chức danh lãnh đạo huyện, 78 chức danh lãnh đạo xã thị trấn. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tạo sự tin tưởng cho các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng tham gia tích cực các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, thảo luận sâu một số nội dung trọng tâm như công tác thu ngân sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác tuyển quân, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, cùng nhiều nội dung quan trọng khác nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Trên cơ sở các báo cáo, ý kiến, thảo luận, kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lập, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, đồng thời chỉ ra những khó khăn tồn tại, từ đó xác định nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2020, đó là: chúng ta tập trung thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và ngay trước mắt, đó là thực hiện tốt các nhiệm vụ để phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 thành công, tuyệt đối an toàn trên địa bàn huyện chúng ta. Và đặc biệt là trên địa bàn huyện thì chúng ta còn có một cái sự kiện, đây cũng là một nội dung của đại hội, đó là toàn bộ các đại biểu tham dự đại hội sẽ và khách mời sẽ về thăm và dự khánh thành cái bãi cọc Cao Quỳ tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên chúng ta. Đấy, dự kiến là vào chiều ngày 13 tháng 10 tới đây. Đấy, chỉ còn đúng 10 ngày nữa. Đấy, thì báo cáo của chí là đây là một cái niềm vinh dự mà cũng là một cái sự kiện đặc biệt, chưa ở đâu rồi cũng chưa bao giờ mà chương trình đại hội đảng bộ cấp tỉnh thành mà có cái chương trình đi khánh thành khởi công, thì Thủy Nguyên chúng ta cũng may mắn là được lựa chọn. Thì đây là một cái điều rất vinh dự, nhưng mà cũng đề nghị các đồng chí đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định nhân dân, ổn định tại các khu dân cư này, không chỉ phục vụ cho cái sự kiện khánh thành dự án đường vào và khu bảo tồn bãi cọc, mà cả những cái ngày diễn ra đại hội đảng bộ thành phố
từ ngày 13 đến hết ngày 15. Là hội nghị chúng ta cũng thống nhất, hôm nay các đồng chí đều nhất trí, không có ý kiến gì. Là chúng ta mặc dù rất khó khăn, nhiệm vụ tới đây còn rất nặng nề, nhưng chúng ta thống nhất giữ nguyên, không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng như là kế hoạch đầu năm của chúng ta đã đề ra. Cho đến giờ thì chúng ta vẫn đang giữ được cái mục tiêu. Thế nhưng đề nghị hôm nay là hội nghị chúng ta thống nhất như vậy, để đạt được cái nội dung này, cái chỉ tiêu nhiệm vụ nặng nề này, đề nghị tất cả các đồng chí, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, các đồng chí có mặt trong cái hội nghị ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục xây dựng cái khối đại đoàn kết trong cán bộ đảng viên, trong lực lượng cán bộ lãnh đạo các cấp, rồi dồn lực thi công, thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các cái chỉ tiêu đề ra. Năm nay như anh Viễn nói là đấy, một cái chỉ tiêu rất khó của cả nước, cả thành phố. Huyện chúng ta năm nay mặc dù chỉ tiêu rất là cao, như là thu ngân sách năm nay chúng ta thậm chí là vượt chỉ tiêu. Đấy, nếu mà đạt được như thế thì rất đáng mừng. Và khi mà thu ngân sách đã cao thì chúng ta có điều kiện để thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, vân vân. Đề nghị là chúng ta giữ nguyên chỉ tiêu và phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các cái chỉ tiêu của năm. Và đề nghị nữa là đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, dành nhiều thời gian để đi cơ sở. Cái này không phải chỉ có cán bộ huyện mới đi cơ sở đâu, mà tôi đề nghị kể cả các đồng chí cán bộ xã, đấy, các đồng chí ở các chi đảng bộ trực thuộc, kể cả các trường cấp 3 hay là các đồng chí ở các doanh nghiệp, đấy, cái đối tượng quản lý của chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng sâu sát trò để cho chúng ta kịp thời bám nắm và có cái chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả. Cái thứ ba, đề nghị các đồng chí tập trung cao nhiệm vụ trọng tâm của năm, trong đó là coi giải phóng mặt bằng. Thì lãnh đạo huyện cũng đã triển khai với các đồng chí trong báo cáo cũng đã nêu đấy, trong đó tôi nhấn mạnh là hoàn thành cái tuyến đường chân cầu Bính dài 910 m, hoàn thành cái tuyến đường từ ngã tư thị trấn Núi Đèo đến cầu Xưa 1.600 m. Thế rồi thì hoàn thành giải phóng mặt bằng và cơ bản hoàn thành cái đường thị trấn Minh Đức, đường cầu Cống. Thế rồi thì một số các dự án khác, và đặc biệt là dự án Bắc Sông Cống, thành phố giao cho chúng ta 9 tháng cơ bản hoàn thành 7 điểm. Thế nhưng hiện nay là đang chúng ta đạt được những con số thì rất phấn khởi rồi. Thế nhưng mà chúng ta đang chậm, thì đề nghị các đồng chí hoàn thành cho. Cái thu ngân sách thì báo cáo các đồng chí là 1.176,4 tỷ, nhưng mà con số rất ấn tượng. Nhưng mà nếu như phân tích kỹ thì báo cáo các đồng chí là tháng 8, tháng 9 là cái thu ngân sách chúng ta bị chững lại và rất là chậm. Chúng ta tập trung cho tháng 10, nhưng tháng 10 hiện nay là con số nó cũng chưa rõ ràng đâu. Đề nghị các đồng chí ủy ban chỉ đạo, rồi các đồng chí các ban ngành tập trung cho, và đặc biệt là cái thu thường xuyên. Đây là trách nhiệm của cả các địa phương nữa, trách nhiệm của các cơ quan ban ngành của huyện. Thì đề nghị là các đồng chí thu thường xuyên nó liên quan đến cái chi quản lý điều hành của mình. Đấy, nhưng mà hiện nay là cái thu thường xuyên rất là thấp. Đấy, phân tích kỹ ở cái 1176 đấy thì báo cáo các đồng chí là chúng ta vẫn còn nhiều cái nhiệm vụ mà chúng ta còn rất nặng nề. Trọng tâm thứ ba nữa là xây dựng nông thôn mới. Đấy, do cái chỉ đạo của thành phố thì nó cũng có nhiều cái điều chỉnh cho nó phù hợp thực tế, thì đến nay như mới bắt đầu mới lựa chọn nhà thầu. Thế bây giờ chỉ còn có chưa đầy 3 tháng nữa phải hoàn thành. Đấy, thì đề nghị đặc biệt là ở đây có xã Gia Minh, Gia Đức, các đồng chí phải tập trung cao vận động nhân dân, như là cái điển hình như là xã Hoa Động ấy, các đồng chí vận động rất là nhanh, toàn hiến đất ấy. Xây dựng cái đường Lâm Hoa Thiên thì cũng như là xây dựng nông thôn mới. Đấy, nhà nước chỉ hỗ trợ, huyện chỉ hỗ trợ có tiền xây dựng thôi, giải phóng mặt bằng là do nhân dân hiến đất.
Thế rồi nhiệm vụ thứ tư là đề nghị các đồng chí thực hiện ngay các cái chỉ tiêu, tập trung thực hiện ngay các cái chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện và đại hội đảng bộ của các chi đảng bộ. Chúng ta phải bắt tay vào ngày rà soát lại từng chỉ tiêu, chứ không là 5 năm như tôi thì nhảy lắm, thì chúng ta phải triển khai ngay từ giờ. Cái thứ năm, cái cuối cùng là các đồng chí cũng hết sức phải lưu ý, chúng ta vừa thực hiện các cái nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, nhưng chúng ta vẫn phải chủ động đề cao cảnh giác và có các cái giải pháp rất thiết thực đối với cái phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chúng ta đã rất thành công trong thời gian vừa qua, nhưng mà trong 3 tháng cuối năm và thời gian tới, đề nghị các đồng chí không lơ là với cái nhiệm vụ này. Đề nghị các đồng chí cấp ủy chỉ đạo, tập trung chỉ đạo cho. Đấy, kính thưa các đồng chí, nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm, đấy, thời gian nó còn rất là ít. Thế nhưng mà các cái con số, các cái bằng và các cái chỉ tiêu thì báo cáo các đồng chí là còn rất nặng nề. Thì chúng tôi cũng mong rằng ban thường vụ huyện đề nghị với các đồng chí huyện ủy viên, các đồng chí đứng đầu các chi đảng bộ trực thuộc nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, là người đứng đầu các ủy, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo, đấy, tập trung cao, quyết liệt hơn nữa để chúng ta hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ được giao. Thì cuối cùng xin thay mặt ban thường vụ ủy xin được ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao những cái đóng góp của các đồng chí trong 9 tháng vừa qua, và mong trong 3 tháng cuối năm thì để các đồng chí tiếp tục phát huy hơn nữa để chúng ta toàn đảng bộ chúng ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.